Chĩa súng về nhân viên y tế có thể bị coi là đe dọa giết người. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Trường hợp dí súng đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của nạn nhân, thì người có hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đe dọa giết người. Như Vietnamnet đã đưa tin, lãnh đạo công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã tạm đình chỉ công tác đại úy Nguyễn Duy Ngọ sinh năm 1990, đang công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện này. Ông Ngọ bị tạm đình chỉ công tác vì đã có hành vi dùng súng chĩa vào hai nữ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng khi cùng người nhà đưa con nhỏ đi cấp cứu tại đây. Trao đổi với Vietnamnet, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho hay hành vi sử dụng súng của ông Ngọ là trái pháp luật, gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác, vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Hành vi chửi bới, la hét nhiều lần chĩa súng vào nhân viên y tế, dọa bắn, thể hiện thái độ côn đồ, coi thường, thách thức pháp luật. Đây là hành vi có tính chất nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, có thể gây hoang mang trong dư luận. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc và đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, lời luật sư Đặng Văn Cường. Vẫn theo luật sư Đặng Văn Cường, cơ quan quản lý cán bộ công an chĩa súng vào nhân viên y tế có thể bị đình chỉ công tác và xem xét xử lý kỷ luật, xem xét trách nhiệm pháp lý của ông Ngọ theo quy định của pháp luật. Hình ảnh qua clip cho thấy, đại úy Nguyễn Duy Ngọ có hành vi gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội, có tính chất côn đồ. Trường hợp khẩu súng dùng để chĩa về hai nữ nhân viên y tế không phải là vũ khí quân dụng, nhưng hành vi diễn ra nơi công cộng khiến nhiều người sợ hãi, hoảng loạn, khiến dư luận bức xúc, thì đây cũng là một sự việc nghiêm trọng. Nếu đây là công cụ hỗ trợ, là súng bắn đạn cao su, thì cũng cần làm rõ việc đại úy Nguyễn Duy Ngọ có được trang bị công cụ hỗ trợ hay không. Theo quan điểm của luật sư, việc sử dụng công cụ hỗ trợ trong trường hợp này cũng là trái pháp luật, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Việc sử dụng vũ khí như vậy là lạm quyền, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Luật sư cho rằng, trường hợp dí súng đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của nạn nhân, thì người có hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đe dọa giết người theo Điều 133 Bộ Luật Hình sự với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp được xác định là đe dọa giết người đối với 2 người trở lên hoặc đối với người thi hành công vụ thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 2 đến 7 năm. Ngoài ra, kết quả xác minh cho thấy hành vi được xác định là sử dụng trái phép ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cán bộ công an chĩa súng và nhân viên y tế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự của năm 2015 với chế tài phạt tù từ 2 đến 7 năm. Trong trường hợp đủ căn cứ để xử lý hình sự thì có thể cán bộ công an chĩa súng về hai nhân viên y tế sẽ phải chịu mức phạt cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân.